Đây là hoàn cảnh trước đình Nguyễn Đức Trạch sắp tới. Mời mọi người theo dõi nè. Đây là đường Bạch Đằng. Sản phẩm chỉ có 39.000 đồng thôi cô chú chị ơi, đèn pin 39.000 đồng. Siêu thị nhỏ khuyến mại lớn với cả những cao nhất, chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm máy cao điện với giá siêu rẻ, siêu tiết kiệm. Hàng giá chỉ có 10.000 đồng một bộ, một bộ chỉ có 10.000 đồng. Cái đầu người chén đồng giá chỉ có 10.000 đồng. Cái cao của năm 2 đồng giá chỉ có 10.000 đồng. Cái liên kia đồng giá chỉ có 10.000 đồng.
Trước cấm sông Tiên nhìn qua bên khu hội chợ. Đây là khu bán đồ các vật dụng, và phía bên kia là đình Nguyễn Dương Trực. Ta cùng đi lên qua đình Nguyễn Dương Trực các bạn. Thank you.
kia là cái khu mà mua bán mà đấy, chúng ta vừa mới đi. Thank you.